Không gấp gáp, vội vàng, trước tiên là chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, tiếp đến là trang bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực là cách mà người dân, các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị để sẵn sàng quay trở lại trong trạng thái bình thường mới, phát triển kinh tế đi đôi với công tác phòng chống dịch an toàn. Cảm thấy rất là vui vì trong những ngày giãn cách vừa rồi thì nói chung là không phải riêng một mình tôi mà còn rất là nhiều người rất là vui về cái chỉ thị này. Khi bắt đầu mà cho hoạt động trở lại á thì trước tiên tôi sẽ chuẩn bị lại toàn bộ tất cả, từ cà phê hay là mang đi, nhưng mà trong chỉ thị này thì chỉ cho mang đi thôi, thì tôi sẽ sử dụng khoảng cách chỉ thị 5K vẫn cho bán mang về chứ không cho ngồi tại chỗ. Tiêm vaccine thì mình sẽ sử dụng được tiêm 2 mũi, thì mong muốn thì trở lại được bình thường như lúc trước, chứ như thế này á nó sẽ làm cho thật sự không phải riêng một bên riêng mình tôi mà còn rất là nhiều người gặp sự cố về cái vấn đề kinh tế. Mỗi khi mà có tin tức gì mới hoặc là biết thành phố chuẩn bị mở cửa lại thì chúng tôi vô cùng háo hức và sẵn sàng để chờ đón ngày thành phố mở cửa lại. Khó khăn trước đó thì công ty chúng tôi gặp phải cũng rất là nhiều, bởi vì từ trước đó chúng tôi chuyên cung cấp cho nhà hàng, khách sạn cũng như là hệ thống các cửa hàng bán lẻ. Nhưng mà bây giờ do dịch đó, cho nên là tất cả hàng quán đều đóng cửa. Cũng vì thế cho nên là về chiến lược kinh doanh cũng đã thay đổi rất là nhiều, cũng như áp dụng một số biện pháp 5K, một số nhân viên cũng không thể đến được, quy mô cũng bị hạn chế lại rất là nhiều. Về nhân sự thì cũng có hỗ trợ để tiêm vaccine cho nhân viên. Hiện tại thì 100% đã được tiêm mũi 1, mũi 2 thì mới tiêm được có một số thôi. Bắt đầu trong tuần này chắc chắn cũng sẽ tiêm hết toàn bộ 100% mũi 2. Sau cái đợt dịch vừa rồi thì cũng có một số thay đổi. Hồi trước đây bên chúng tôi chỉ là bỏ sĩ thôi, bỏ cho quán xá, nhà hàng. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi cũng đã bắt đầu áp dụng đến cái đăng ký trên các sàn thương mại điện tử, chẳng hạn như Grab, như nào, như Bemin. Thì trong cái giai đoạn mà dịch này thì bên công ty của tôi cũng gặp phải rất là nhiều các cái khó khăn. Nhưng mà sau khoảng thời gian đó cho đến bây giờ thì tôi nghe đâu là chính quyền cũng sắp sửa mở cửa lại dần dần. Thì bên công ty tôi cũng đang chuẩn bị cho các cái bước đi để mà có thể quay trở lại hoạt động, như là tiêm vaccine. Thì hầu hết là các nhân viên của bên tôi thì đã được tiêm vaccine mũi 2. Và bên tôi cũng đang chuẩn bị lại các cái, và nếu mà sau này nếu mà có phải mà hoạt động lại thì cũng sẽ giữ các cái yêu cầu về y tế như là 5K rồi khử khuẩn. Thì mong muốn của tôi trong thời gian sắp tới đó là doanh nghiệp sẽ được quay lại hoạt động như bình thường như lúc trước kia, để mà có thể là nhanh chóng là khôi phục lại cái kinh tế, không phải là kinh tế của riêng doanh nghiệp mà là kinh tế của cả Sài Gòn. Thì sau khi nghe thông tin này thì mình cảm thấy rất là vui vì sắp tới mình sẽ được đi làm lại bình thường. Thì hiện tại thì mình mới vừa tiêm mũi 2 vào sáng nay, tuân thủ quy định 5K, ai ở đâu thì ở đó, và chờ quyết định từ thành phố để cho lúc đó mình sẽ đi làm lại bình thường. Thì mong muốn mình sắp tới thì tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát và cuộc sống của người dân sẽ được trở lại bình thường.